Phật xuất hiện trên cõi đời này thật vô cùng trân quý và quan trọng. Với tấm lòng từ bi thương xót chúng sinh trong đời, ngũ trượt ác thế, đắm chìm trong đau khổ, mê mờ trong tử sinh, Phật từ một con người bình thường như bao người khác, quyết chí bỏ ngai vàng đi tìm đạo cứu đời. Với tình thương bao la, với trí tuệ trùm khắp sơn hà địa hải, với mục đích giúp cho tất cả chúng sinh trên cõi đời này bỏ làm các việc ác, thường làm các điều thiện lành, rồi phá bỏ được mê lầm để giác ngộ chân lý của vạn vật, để hiểu đúng chính pháp, phá tan đi tà kiến mê lầm. Cuối cùng, Phật đã chỉ ra cho chúng con một con đường duy nhất, một con đường tối thượng nhất là đi lên thành Phật như Phật không khác. Và khi con hiểu được như vậy, con nhận thấy rằng hóa thân của Phật khắp nơi, trong thân và trong tâm của con và ngoài vũ trụ bao la nơi con sinh sống, ở nơi những gì tưởng như bình thường nhất nhưng lại cao đẹp và gần gũi nhất. Có lẽ do túc phúc nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp, con được thân cận với Phật, nên nay, ngay từ khi còn bé, con đã được theo bà nội lên chùa vào ngày tuần rằm mùng 1, ân cần lễ bái Phật. Với tâm hồn non nớt của đứa trẻ lên 6, lên 7 như con chỉ biết Phật là những bức tượng uy nghiêm, tĩnh mặc, sau làn khói hương mờ ảo, thêm ánh nến lập lòe, hòa cùng tiếng niệm Phật của các cụ. Một không gian khác hẳn đời thường mà con thường thấy. Một sự nhẹ nhàng thoát tục mà đứa trẻ như con chưa thấy bao giờ. Cũng từ đó con mến mộ Phật, mến mộ cảnh chùa và mến mộ ngay những câu kinh bài kệ mà bà thường hay nhờ con đọc cho bà nghe. Khi lớn dần lên, con lại được đủ cơ duyên gặp gỡ các thầy tốt, bạn hiền, dù ở trên mạng hay ngoài đời thường, nhưng đã giúp con tìm hiểu về Phật nhiều hơn, giúp con hiểu về Phật được rộng rãi hơn. Việc đó đã giúp con phá bớt đi đám mây mờ để cho ánh sáng của chân lý nhiệm màu soi sáng con đường của con đang tiến bước. Đặc biệt, trong những ngày tháng dịch bệnh, mọi công việc dường như ngừng lại, mọi hoạt động trở nên chậm dần. Và cũng từ lúc đó, con được biết đến Phật nhiều hơn, con được gần Phật hơn. Ngoài thời gian giúp đỡ gia đình trong những ngày chống dịch, con lại ngồi nghe các thầy giảng kinh, thuyết pháp, nghe các thầy nói về nét đẹp văn hóa của Phật giáo Việt Nam qua các bài pháp thoại online. Con dường như đã hiểu hơn về Phật, về con đường của chư Phật đã đi và nay nguyện theo con đường của chư Phật đã chỉ dạy để đến được nơi an nhiên tự tại. Qua đó con nhận ra rằng không chỉ riêng ở nơi cõi cực lạc của Đức Phật Di Đà mới có tiếng pháp lành từ cây cỏ, từ chim muông, mà ngay tại cõi Sa Bà này, nếu tinh tế hơn, với con mắt tỉnh giác dẹp bỏ đi sự vô minh chấp trước, thì mỗi cành cây, ngọn cỏ, mỗi vật, mỗi việc đều là những bài pháp vô hình về những chân lý của vũ trụ nhân sinh tồn tại ngay quanh con. Từ đó con thấy chính là Phật, và Phật ở ngay bên cạnh con, nói pháp cho con, hướng dẫn con. Điều đó thật đáng trân quý. Cũng từ lời dạy của Phật, con hiểu rằng Đức Phật Ngài luôn tiềm ẩn sẵn trong con và trong mọi người xung quanh con, như đốm lửa đỏ trong đống tro tàn. Nếu gạt hết đống tro xám xịt đó, tức khắc thấy một đốm lửa tròn đầy trong sáng hiển lộ. Phật tính trong con người cũng vậy. Từ đó con biết mình cần phải làm tròn bổn phận của cá nhân mình đối với cha mẹ, ông bà, cung kính hiếu thuận muôn phần. Đối với anh em thì lại cần chân thành, tin tưởng, giúp đỡ lẫn nhau chẳng vì lợi ích. Đối với mọi người thì lại dùng lòng từ bi mà yêu thương, dùng trí tuệ mà thấu hiểu. Mỗi việc, từ nhỏ nhất, đều nằm trong ánh sáng từ bi, trí tuệ của Phật soi sáng. Từ đó con biết Phật luôn ở trong con. Nếu con dùng ánh sáng từ bi và trí tuệ của Phật, thì Phật tính tròn đầy trong con sẽ hiển lộ. Con và Phật cùng hòa vào một bản thể mà chẳng sai khác nhau. Từ đó con thấy rằng không cần tìm đâu xa xôi cả, mà Phật ngay trong chính chân tâm của mỗi con người. Cuộc đời của chúng con sinh ra từ vô thủy đến nay, lăn lộn trong 6 nẻo luân hồi, khi thăng, khi giáng, khi bổng, khi trầm. Chẳng có thân người này mãi mãi, cũng chẳng có cuộc sống này được bền lâu. Tất cả đều không thường tại, mà thay đổi trong từng khoảnh khắc, để rồi nhờ ánh sáng từ bi và trí tuệ của Phật soi sáng, phá tan đi đám mây u ám trên bầu trời chân lý, mở lối cho con đường giải thoát đi đến sự cứu kính, niết bàn, vãng lặng. Mỗi hình ảnh của Phật đều là một bài pháp cho chúng con. Mỗi hình tượng Phật đều là nhắc nhở chúng con thực hành theo đúng giáo pháp của Phật. hình ảnh Đức Phật đản sinh dưới cội vô ưu, ngộ đạo dưới gốc bồ đề, thuyết pháp trong vườn xoài, an cư tại tịnh xá Kỳ Hoàng và an nhiên nhập niết bàn dưới hai gốc Sa La sông Thọ là một bài pháp vô hình cho con về sự gắn bó của con người với thiên nhiên. Con người cần phải có thiên nhiên để tồn tại và phát triển. Nhắc nhở chúng con về việc cần phải tôn trọng mọi thứ trước tình hình các vấn đề nóng lên của toàn cầu, các hiệu ứng cực đoan của việc biến đổi khí hậu và cả những dịch bệnh lan tràn gây khổ đau trên khắp thế giới. Bởi những chất thải, những khí đốt làm ô nhiễm môi trường thiên nhiên và môi trường sống, những hệ lụy của việc phá rừng. Từ đó cần phải yêu quý và trân trọng môi trường thiên nhiên nhiều hơn, yêu quý môi trường sống của mình nhiều hơn bằng các hành động thiết thực của bản thân. Trong không khí mừng ngày Thái tử xuất hiện ở đời dưới cội vô ưu với 9 rồng phun nước, 7 bước xưng tôn, như nhắc nhở cho con rằng cần phải sửa chữa bản thân hàng ngày, thức tỉnh chân tâm cho ngay thẳng thường xuyên để cho vị Phật trong chính bản thân mình ngày nào cũng được sinh ra, ngày nào cũng được tắm gội dưới những cơn mưa mát lành của chính Pháp. Để từ đó với những chân lý nhiệm màu của Phật sẽ giúp cho thân tâm con được an trú trong những giây phút hiện tại, giúp cho con biết yêu cuộc sống hiện tại, biết làm cho cuộc sống hiện tại của mình thật hạnh phúc và biết đối diện với cuộc sống hiện tại của chính mình. Con nhận ra rằng có Phật trong đời là hạnh phúc của con. Nam mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô Ưu Thụ Hạ Thị Hiện, đản sinh Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.